Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay mình giới thiệu cho quý vị và các bạn mình cài một cái sàn giao dịch tiền điện tử vào trong máy tính của quý vị. Thì cái sàn này nó có tên là FlipPay nha quý vị. Nó là một cái sàn mới hoàn toàn và hiện giờ nó đang có một cái chương trình airdrop cho mình là có hai cái thẻ cào. Thì tôi muốn giới thiệu đến quý vị như sau. Khi quý vị kích vào cái đường link mình để ở phần mô tả của video thì nó xuất hiện cho quý vị cái giao diện như thế này. Cái dòng đầu tiên đó thì quý vị nhập mail của quý vị. Dòng thứ nhì quý vị sẽ nhập password và dòng thứ ba thì quý vị sẽ đài gõ lại password giống như ở trên. Và password thì nó luôn luôn nó có chứa chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Còn cái mã này thì quý vị cứ giữ nguyên vậy thôi quý vị. Rồi mình kích vào chữ đăng ký. Sau khi kích vào chữ đăng ký á thì dự án sẽ nói mình là kiểm tra cái hộp thư đến để xác minh, thì mình vào trong cái hộp thư này. Ở trong cái phần nội dung đó quý vị, như của mình thì mail nó gửi phần nội dung đây, thì quý vị mở cái nội dung này ra. Thì mình phải kích vào cái chữ verify mail ở đây. Sau khi mình xác minh mail thành công như thế này thì quý vị kích vào chữ tiếp tục. Bây giờ đến cái phần mà cái sàn này nó sẽ bắt mình KYC đây quý vị. Thì mình chọn quốc gia, rồi mình ở Việt Nam, mình chọn quốc gia là Việt Nam, mình ở quốc gia nào đó thì mình sẽ chọn quốc gia ở đó nghe quý vị. Rồi nhập số di động thì mình sẽ nhập số di động của mình vào. Rồi mình bấm vào tiếp tục. Ở đây họ bắt mình nhập tên đầy đủ này quý vị. Vì một lý do rất là tế nhị cho nên là mình ở đây là phải nhập tên đầy đủ, tên thật giống như trong chứng minh. Còn cái đây là ngày tháng năm sinh của mình. Rồi địa chỉ của mình ở thành phố thị trấn nào, rồi mã bưu chính, tại vì cái sàn là nó quan trọng lắm. Về sau ví dụ như quý vị giao dịch một cái đồng tiền điện tử nào đó, nó cần phải rất là uy tín nha quý vị. Bởi vậy cho nên là ở đây họ cho mình thông tin nó rất là kỹ. Ở đây quý vị sẽ cầm cái chứng minh của quý vị chụp một tấm ảnh tự sướng với lại cái chứng minh của quý vị và quý vị sẽ kích vào đây để tải lên. Ở đây là mặt trước của chứng minh và ở đây là mặt sau của chứng minh. Rồi quý vị kích vào chữ nộp. Sau đó mình sẽ chờ cái dự án người ta đồng ý chấp nhận cái KYC của mình. Sau khi mình đã KYC thành công xong rồi đó quý vị, thì cái giao diện của phần mềm nó nhìn như quý vị nhìn thấy ở trên màn hình đây. Quý vị sẽ kích vào chữ More. Quý vị vào chữ reward ở đây. Ở đây sẽ thưởng cho mình có hai cái thẻ cào. Và mình cào ra mình lấy được cái đồng coin sàn nha quý vị, cái đồng FLT này. Thì như mình cào cái thứ nhất ở trên màn hình quý vị nhìn thấy rồi đó, thì mình được 130 đồng FLT. Bây giờ mình tắt đi, mình cào cái thứ hai cho quý vị xem nha. Mình cũng đưa chuột qua mình cào đó. Nãy được 130 đồng rồi đó quý vị. À cái này thì may mắn hơn này quý vị. Cái này mình được tới 306 cái đồng FLT. Mà cái đồng FLT này nó là cái đồng coin sàn. Nó cũng rất là giá trị ở trong tương lai. Và mình thu nhập cái thẻ cào thứ nhất là được 130 đồng FLT. Đồng coin sàn của sàn này nha quý vị. Và cái thẻ cào thứ hai là được 306 đồng thì tổng cộng mình có 436 cái đồng coin sàn FLT. Rồi xong rồi quý vị có thể đóng cái phần mềm lại và mình quên nó đi luôn. Mình lưu lại cái địa chỉ của nó ở trên này. Rồi mình có thể quên nó đi một thời gian đến khi cái sàn này nó phát triển thì mình có thể bán được đồng này thì mình sẽ mở ra mình bán. Thì chương trình video của tôi ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn mình cài một cái sàn FlipPay vào trong máy vi tính. Dừng lại ở đây. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công ở trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.